Kênh Sức Khỏe Cây Trồng xin kính chào toàn thể quý vị và quý bà con. Kính thưa bà con, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với chuyên đề hoạt chất và sản phẩm. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến một hoạt chất mới, đó là Etoxazole. Thì đây sẽ là một cái sản phẩm đặc trị trên đối tượng nhện đỏ. Nhưng mà với hoạt chất này thì có thể là chúng ta sẽ quản lý cả nhện đỏ, nhện vàng và nhện trắng. Thì xin mời bà con mình tìm hiểu về hoạt chất cũng như là sản phẩm chứa hoạt chất này trong video của ngày hôm nay. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì với Etoxazole thì có thể là với một số bà con chúng ta vẫn còn xa lạ, bởi đây là một cái hoạt chất mà có ít sản phẩm và xuất hiện trên thị trường trong vài năm gần đây. Và nếu như bà con mình chưa quan tâm tới thì có thể là chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về hoạt chất này, nhưng mà thật ra thì nó đang thuộc một cái nhóm mà chúng ta đã biết trước đây rồi. Rồi thì chúng ta tìm hiểu như sau. Kính thưa quý vị, về hoạt chất thì Etoxazole có tác động trên cả nhện đỏ, nhện vàng và nhện trắng, tác động tiếp xúc bị độc và hiệu lực kéo dài. Còn về mà chúng ta gọi là quen thuộc là bởi vì nó vẫn thuộc nhóm điều hòa sinh trưởng côn trùng. Quý vị lưu ý nha, đây là cái nhóm chống độc sát trên côn trùng nha, chứ không phải là cái nhóm mà làm những cái hormone nội sinh của cây trồng của chúng ta, thì không phải nhóm đó. Rồi, nó sẽ tác động chính là trên đối tượng nhện. Tuy nhiên thì với Etoxazole thì nó vẫn có tác động trên nhóm côn trùng khác, ví dụ như là trên gầy, dẹp, hoặc là một số thì đăng ký cả bọ chỉ thì cũng vẫn có. Tuy nhiên thì với ngày hôm nay thì chúng ta sẽ hiểu về Etoxazole tác động như thế nào trên cái đối tượng nhện đỏ là chính. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì do gần đây thì Mekongagri có tới 2 sản phẩm mới mà lại thuộc nhóm điều hòa sinh trưởng côn trùng, cho nên thì sẽ nói rõ tí xíu chỗ này để cho bà con mình rõ nha. Đầu tiên là chúng ta đã nói về Googlephezin trong một số cái video trước, thì bà con lưu ý nha, Googlephezin là một cái hoạt chất thuộc nhóm điều hòa sinh trưởng côn trùng, vẫn có tác động tiếp xúc bị độc và hiệu lực kéo dài. Tuy nhiên nó chỉ tác động chuyên trên nhóm chích hút, có nghĩa là que, gầy và gẹp, và không có tác động trên nhện. Vậy có nghĩa là chúng ta dùng Google, chúng ta phun trên nhện không có hiệu quả và cũng không có tính kháng luôn. Ngược lại, ngày hôm nay chúng ta biết về Etoxazole thì đây cũng là một cái nhóm sau của nhóm điều hòa sinh trưởng côn trùng, vẫn thuộc nhóm này. Nhưng với Eto thì nó chỉ tác động chính là trên nhện mà thôi, thì trong đó có bao gồm nhện đỏ, nhện vàng và nhện trắng. Và Etoxazole hiện nay thì đăng ký chủ yếu là trên nhóm nhện đỏ là chính. Như vậy thì Eto phun cũng tác động chính là trên nhện, và hầu như thì cũng không có hiệu quả rõ ràng trên những cái nhóm còn lại. Cho nên tuy là cùng một nhóm nhưng mà theo phân loại tính kháng là Etoxazole thuộc nhóm 10B và Googlephezin thuộc nhóm 16. Cho nên thì về quản lý tính kháng vẫn là 2 nhóm khác nhau, và nó không có tác động trên cái nhóm ngược lại của nhóm kia. Có nghĩa là Eto không có tác động trên gầy gẹp và Google không có tác động trên nhện. Do đó thì chúng ta có phun cùng, có phun luân phiên liên tục đi chăng nữa thì cũng không gây ảnh hưởng đến cái tính kháng của nhóm còn lại, không ảnh hưởng gì cả. Đó nên quý vị cứ kết hợp bình thường nha, và cứ phun bình thường không vấn đề gì hết. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ quay trở lại với Etoxazole. Thì bà con chúng ta cũng đã rõ, thì chúng ta biết rất là nhiều những cái hoạt chất mà thuộc cái nhóm điều hòa sinh trưởng côn trùng. Thì cơ chế chính của nhóm này là sẽ ức chế tổng hợp chitin. Chitin đây là cái lớp vỏ cứng phía bên ngoài của côn trùng quý vị. Thì nó sẽ làm ức chế cái tổng hợp đó, thì cái côn trùng của mình nó sẽ không thể lọt xác được. Đó, thì nó sẽ ngăn cản quá trình lọt xác, và đồng thời thì nó sẽ ức chế cái khả năng hình thành cái phôi trứng. Có nghĩa là với một cái con nhện cái mà nó muốn mang trứng thì khi mà trúng cái Etoxazole rồi thì nó sẽ bị ức chế khả năng hình thành phôi. Như vậy thì cái trứng nó sẽ không có phát triển và không có nở thành một cái lứa tiếp theo được. Như vậy thì từ đó nó sẽ làm vô hiệu hóa cái khả năng đẻ trứng của con cái, và nó sẽ kiểm soát cả một dòng đời của nhện từ giai đoạn trứng, giai đoạn ấu trùng và kể cả giai đoạn nhậu. Lưu ý nghe quý vị, nó chỉ có 3 giai đoạn: trứng, ấu trùng và nhậu ha. Vậy thì nếu mà chúng ta phun sớm khi mà chưa có nhện trưởng thành thì cái hiệu quả quản lý là cắt lớp. Và với Etoxazole thì đây là cái hoạt chất mà trong sản phẩm sẽ ít bị rửa trôi và có một cái hiệu lực kéo dài. So với những cái hoạt chất có hiệu lực kéo dài thì Etoxazole thuộc một cái nhóm là cái hiệu lực kéo dài hơn hẳn so với những chất còn lại quý vị. Có nghĩa là trong điều kiện tùy từng loại cây trồng, điều kiện nhiệt độ cũng như là cái khả năng phun xịt và hàm lượng, thì Etoxazole có khả năng kéo dài cái khả năng quản lý cả dòng đời lên tới khoảng 40 cho đến 50 ngày. Đó, có nghĩa là nó sẽ tồn tại trên cái bề mặt lá. Khi mà con nhện ở lứa này ăn vô vẫn còn bị ảnh hưởng, và nếu mà nó tạo ra một cái lứa sau thì nó vẫn bị ảnh hưởng. Có nghĩa là nhện thì có thể khoảng 30 mấy ngàn, nhưng mà với cái Eto trong điều kiện lý tưởng tùy từng loại cây trồng thì nó có thể lên khoảng 40 cho đến 50 ngàn là vẫn có. Tuy nhiên thì Ở góc độ về sản phẩm thì bà con mình có thể là quản lý một dòng đời thôi, có nghĩa là đâu đó khoảng 30 ngày. Đương nhiên thì nó sẽ không phải là phun vào cái giai đoạn là nhện đã trưởng thành, mà sẽ phun vào giai đoạn trứng, ấu trùng và nhồng, quản lý được hiệu quả như thế. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì với cái Eto-Sajon thì nó sẽ quản lý cả nhện đỏ, nhện vàng và nhện trắng. Thì bây giờ bà con mình hỏi là cái con nhện trắng với con nhện vàng nó ra làm sao? Thì kính thưa quý vị, nó rất là khó. Thì đây mình sẽ đưa ra một cái bài phân tích để cho quý vị mình thấy nè. Cái con nhện đỏ là nó phổ biến nhất rồi, nhiều cây trồng nhất, mà hiện nay là nhiều lúc bà con mình nhìn không ra nữa, đợi tới nó trở thành một con thành trùng đỏ tươi như thế này rồi thì bà con mình mới thấy. Thì nó cao bự nhất nó cũng khoảng cỡ 0,35 mm thôi quý vị, là rất là nhỏ. Mà nó gây hại là trắng lá hết trơn rồi, hoặc là nó da cám trên cây bưởi mình lên hết trơn rồi thì bà con mình thấy. Hoặc là nó trắng lá trên nhiều cái dùi cây sầu riêng cũng có nè, lá sầu riêng là lá đu đủ nè, rồi lá hoa hồng, lá cây có muối là tan nát hết như thế này rồi thì lúc đó quý vị nhìn mới thấy. Còn nếu mà trong điều kiện lá xanh bình thường là chúng ta nhìn đã không thấy được con nhện đỏ trưởng thành rồi. Nhưng mà cái con nhện vàng á, là nó có 1/3 so với con nhện đỏ, mình càng khó thấy hơn đó. Còn cái con nhện trắng á, là nó khoảng 2/3 so với con nhện đỏ thôi, thì nó càng khó thấy hơn nữa. Và cái trường hợp của nhện vàng và nhện trắng thì nếu như bà con mình trồng cây có muối như là cây bưởi, cây cam, cây quýt thì bà con mình lưu ý. Và nếu mà chúng ta đã áp dụng cái Eto-Sajon thì chúng ta sẽ quản lý luôn cả ba đối tượng này đó, bà con mình lưu ý cái việc này. Còn với một số nhóm cây trồng khác thì chúng ta sẽ quan tâm chính là trên cái nhện đỏ mà thôi đó, để chúng ta hiểu cái vấn đề là như thế. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì theo cái danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam của chúng ta thì cái Eto-Sajon hiện nay thì một số cái sản phẩm đăng ký trên danh mục thì họ đăng ký chính là trên cái đối tượng nhện đỏ mà thôi. Thì bà con sẽ thấy là có những cái sản phẩm thì đăng ký là nhện đỏ trên chè, có sâu tơ trong bắp cải này, có dính tới sau ha. Rồi một số sản phẩm khác là đăng ký nhện đỏ trên cam, nhện đỏ trên hoa hồng là chính, cam với hoa hồng là nhiều quý vị. Thì đây là có nhện đỏ trên chè nữa, thì đây là một số cái đối tượng chính và chúng ta xem xét là đối tượng chính đó là nhện đỏ. Như vậy thì chúng ta thấy là phổ biến nhất đó là từ nhện đỏ ha. Cho nên thì sau này bà con mình hỏi về cái Eto-Sajon là có phun được cho những cái con khác hay không, thì kính thưa quý vị là chúng ta sẽ không có một cái căn cứ nào về cái liều lượng hiệu quả để mà quản lý những đối tượng còn lại. Và những đối tượng còn lại thì chúng ta lại có rất là nhiều thuốc, thì chúng ta cũng không nhất thiết phải chọn Eto-Sajon. Còn khi chúng ta đã chọn Eto-Sajon là chúng ta chọn cho cái đối tượng nhện đỏ đó. Đây là cái ý nghĩa của cái việc mà chúng ta xem xét cái thành phần và cái đối tượng đăng ký ở trên cái bao bì đó. Rồi vậy thì lúc này chúng ta chỉ nhớ Eto-Sajon là đặc trị nhện đỏ mà thôi. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì với Mekongagri thì hiện nay chúng tôi đang phân phối một cái dòng Eto-Sajon 20% ở dạng SC. Và với cái tác động của loại thuốc này thì nó sẽ kiềm hãm độc sát và quản lý kể cả trứng, ấu trùng và nhộng của nhện đỏ. Và với dạng SC cho nên là an toàn hoa trái nha quý vị. Quy cách của sản phẩm Eto MKA là 200cc cho một chai. Và một chai này bà con mình áp dụng cho 2 phi 200 lít, có nghĩa là chúng ta áp dụng 100cc cho một phi 200 lít. Như vậy thì đây sẽ là một cái sản phẩm mới nữa để đưa vào cái quy trình để cho bà con chúng ta quản lý nhện đỏ ở trên cây ăn trái cho đến rau màu, cũng như một số cái nhóm cây công nghiệp. Cho nên thì bà con sẽ có thêm một cái giải pháp nữa an toàn từ Mekongagri ha. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ xem kỹ hơn là cái sản phẩm này chúng ta nên sử dụng như thế nào để tối. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, như vậy thì với một cái sản phẩm mới và có một cái giá thành cũng không rẻ nha quý vị. Cho nên thì chúng ta sẽ hướng dẫn quý vị mình cách sử dụng cái sản phẩm như thế nào để nó mang lại một cái hiệu quả tốt nhất. Thì đầu tiên bà con mình xem xét, tuy là một sản phẩm ở dạng SC thì chúng ta vẫn có thể phun liều cao, tuy nhiên không nên nha, nó tăng chi phí lớn lắm. Nhưng mà chúng ta sẽ chọn cái thời điểm, bởi vì sản phẩm tác động ở giai đoạn ấu trùng, trứng và cái giai đoạn nhộng, cho nên thì chúng ta sẽ phun khi nào? Khi cơ lá mở ra, đặc biệt là với sầu riêng nè, lá mở ra thì vừa có gầy vừa có nhện, đặc biệt là vào cái mùa nắng. Rồi giai đoạn nhú bông thì đối với gì? Đối với nhóm cây có muối, đối với hoa hồng. Giai đoạn trái non thì sẽ chung cho tất cả. Lúc này áp lực sầu riêng không lớn, nhưng mà áp lực trên cam quýt bưởi chanh là lớn đó. Rồi bà con sẽ phun sớm khi áp lực còn thấp, để chi chúng ta phun liều thấp nhất, đó là 100cc cho 1 phi 200 lít. Chúng ta lấy chai Eto MKA này chúng ta chia ra 2 phi thì chi phí nó mới hợp lý được. Còn nếu mà trong điều kiện áp lực cao thì chúng ta phải sử dụng liều cao hơn, hoặc là chúng ta phải phối, thì lúc đó thì chi phí nó sẽ cao. Rồi, chúng ta sẽ thống nhất sử dụng phương án hiệu quả cao nhất là chúng ta phun sớm khi chúng ta thấy là nhện vừa mới xuất hiện, hoặc là ngay những giai đoạn nhạy cảm, lá mở ra trong mùa nắng, nhú bông và trái non mới đậu là chúng ta áp dụng, chúng ta phun ngay, thì lúc đó chúng ta sẽ phun được cái liều hiệu quả đó là 100cc cho một phi 200 lít. Thì lúc này cùng lắm chỉ mới có trứng nhện và ấu trùng tụi nhỏ thôi. Thì đây là hai cái giai đoạn mà Etoxazone làm việc cực kỳ tốt, thì nó sẽ cắt lứa sớm. Thì cái dòng đời còn lại hoặc là cái lứa phía sau nó không nhiều, thì chúng ta rất là dễ dàng để chúng ta quản lý. Thì có thể là trong một cơ đọt hay là trong một cái quá trình phát triển qua một mùa nắng, cho giai đoạn trái hoặc là giai đoạn hoa chúng ta chỉ cần phun 1 cho đến 2 lần mà thôi. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, tuy nhiên thì có thể là tùy theo cây trồng canh tác, tùy theo mùa vụ và cái việc thăm vườn để ý của bà con, thì có những người thì chúng ta không quan sát được cái nhện nó đã gây hại như thế nào trên cây trồng của mình. Như vậy thì khi chúng ta phát hiện, hay là những anh em kỹ thuật đã hỗ trợ phát hiện dùm cho bà con, chúng ta lúc đó đã trễ rồi. Có nghĩa là lúc đó đã là áp lực cao trong mùa nắng rồi, biểu hiện đã nặng và chúng ta phát hiện trễ, thì một mình Etoxazone là không đủ quý vị. Tại quý vị thấy khuyết là gì? Nó quản lý trên giai đoạn trứng, ấu trùng, hòa nhộng, không giải quyết được thành trùng. Để thành trùng không có lột xác thì làm sao mà chống lột xác được. Như vậy thì sao? Tác động hiệu quả nó sẽ không cao. Cho nên trong lúc này chúng ta vẫn chọn Etoxazone cho những cái giai đoạn còn lại, đó là trứng, ấu trùng, hòa nhộng. Chúng ta vẫn chọn liều là 100cc cho 1 phi 200 lít, nhưng chúng ta bắt buộc phải cộng với thuốc knockout để chi? Giải quyết thành trùng, và đặc biệt phải là dạng EC thì để giải quyết con thành trùng này tốt hơn. Thì chúng ta có thể chọn Emamectin, chúng ta có thể chọn Abamectin, hoặc là chúng ta có thể chọn Glyphenophos. Tùy là chúng ta sẽ phun vào vị trí nào của cây trồng và chúng ta phun vào giai đoạn nào nữa. Ví dụ như bà con mình phun lá thì chúng ta rất là dễ để cộng EC. Nhưng mà nếu mà chúng ta phun vào giai đoạn hoa hoặc là giai đoạn trái non thì chúng ta cần phải xem xét lại cái việc này. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có một số cái phương án như sau. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, nếu như bà con chúng ta áp dụng là chúng ta phun khi lá đã mở hẳn ra rồi, có nghĩa là cái khả năng ảnh hưởng của EC nó thấp, hoặc là trái đã lớn rồi, hoặc là trong điều kiện thời tiết phun mà mát mẻ, thì bà con chúng ta cộng với EC thì cái hiệu quả quản lý nhện trưởng thành nó sẽ cao hơn. Eto thì nó đã làm nhiệm vụ quản lý trứng, ấu trùng và nhộng tốt rồi, nhưng mà nếu mà cộng với EC nữa để quản lý tất cả các lứa, và đặc biệt là có tác động mạnh đến thành trùng là cái Glyphenophos, thì bà con mình cộng cái Eto với một cái hoạt chất nhũ dầu có tác động tốt trên nhện thì hiệu quả rất là cao. Thì trong đó chúng ta thấy là có Glyphenophos nè, có Abamectin. Như vậy thì bà con mình sẽ chọn cái Eto để phun, và chúng ta kết hợp với một trong 3 dạng EC này, có nghĩa là chúng ta chọn Glyphenophos cũng được để cộng với Eto, hoặc là chúng ta chọn Eto để cộng với A3, chứ không phải mỗi lần mình cộng là tới 4 loại này, không phải cái gì, chỉ chọn một loại tiếp xúc knockout ở đây mà thôi. Nếu mà con mình chọn Glyphenophos thì liều sẽ là 100 cho đến 150cc cho 1 phi 200 lít, với Glyphenophos 50% của MKA. Nếu mà con mình chọn A3 nước trong, có nghĩa là A3 3.6, thì bà con mình chọn liều là 150 cho đến 225, có nghĩa là từ 1/3 chai đến nửa chai cho 1 phi 200 lít, rồi mình cộng với cái Eto. Eto lúc nãy là 100cc cho 1 phi 200 lít, rồi cộng hai phương án lại, hoặc là bà con mình có thể cộng với phương án của EMA kết hợp margin cũng được. Thì chúng tôi có sản phẩm là EMA Maka, thì liều sẽ là 70 cho đến 110cc cho 1 phi 200 lít, có nghĩa là 1/3 chai cho đến nửa chai cho 1 phi 200 lít, và bà con mình có thể phun vào những giai đoạn như là lá đã mở hoặc là giai đoạn trái non, và thậm chí nếu mà trái nhỏ mà trong thời tiết mát mẻ thì bà con vẫn có thể áp dụng được. Rồi, thì đây là cái phương án để mà chúng ta phun dạng EC mà ít ảnh hưởng cây trồng hơn, nhưng mà sẽ mang lại hiệu quả cao ở trên cái đối tượng nhện đỏ. Rồi, trong cái trường hợp bất khả kháng, đó là bà con mình phun cho hoa hồng chẳng hạn đi, mà giai đoạn đang có nụ, đang có hoa, thì chúng ta phun cái nhũ dầu mà trong điều kiện nắng nóng thì chắc chắn sẽ có bị ảnh hưởng một phần. Còn nếu mà thời tiết mát mẻ thì cũng có thể áp dụng được. Còn nếu mà trong giai đoạn hoa và trái non thì buộc rồi, đây là giai đoạn nhạy cảm, thì chúng ta sẽ chọn dạng cốm. Thì lúc này thì bà con mình sẽ chọn cái EMA cốm 8 chấm của Mekongagri, thì liều là sẽ là 2 gói 50g này cho 1 phi 200 lít, có nghĩa là 100g cho 1 phi 200 lít. Lúc này dạng cốm thì nó sẽ an toàn hơn cho giai đoạn hoa trái, và bà con mình vẫn kết hợp với 100cc Etoxazone cho phi 200 lít, và chúng ta kết hợp giải pháp này lại để chúng ta phun trong cái điều kiện áp lực cao. Hoặc là bà con mình dự đoán là áp lực sẽ cao trong thời điểm trước, thì chúng ta cắt lứa một lần từ con ấu trùng cho đến con nhộng, con trứng mới nở hay là thành trùng gì mình giải quyết một lần, thì chúng ta cũng có thể cộng phương án này để chúng ta phun sớm khi mà cái áp lực còn thấp vẫn được. Thì nhiệm vụ Eto nó sẽ hoạt động kéo dài, và nhiệm vụ của EMA thì nó sẽ thẩm thấu tại vị trí để chờ đợi con nhện cắn vào và tích lũy đủ nồng độ thì sẽ tiêu diệt cả một cái lứa nhện đó. Thì cái phương án này nó sẽ cho cái hiệu quả an toàn hơn, thì bà con mình có thể xem xét cho giai đoạn hoa hoặc là giai đoạn trái non. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, như vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ ghi nhận thêm một cái sản phẩm quản lý nhện đỏ, đó là Eto-Sajon với hàm lượng là 200g trên lít dạng SC. Thì đây sẽ là một cái giải pháp để bà con chúng ta luân phiên với sản phẩm mà Mekongagri đang phân phối trước đây, đó là cái Bigo Maka. Như vậy thì chúng ta sẽ dùng Eto-Sajon để luân phiên với Bigo Diclofen. Như vậy thì bà con mình chọn Eto trước cũng được, chọn Bigo Diclofen trước cũng được. Thì một thằng sẽ là ức chế sinh trưởng, còn một thằng sẽ là gây rối loạn sự phát triển. Thì cả hai cái sản phẩm này nếu như bà con mình đều phun sớm thì bà con có thể chọn một trong hai, rồi sau đó chúng ta luân phiên với cái sản phẩm còn lại. Và đương nhiên trong điều kiện áp lực cao, và chúng ta cũng sẽ xem xét từ dạng EC cho đến dạng WG, thì chúng ta cũng sẽ có 4 sản phẩm để xem xét mà phối. Thì nếu như cần phối EC thì bà con chọn A3 hoặc chọn Gofen hoặc là chọn EMA. Còn nếu mà trong giai đoạn hoa trái thì chúng ta sẽ chọn kết hợp với EMCOM. Thì đây là cái phương án mà Mekongagri đang đưa vào cái quy trình để chúng ta quản lý nhện đỏ cho giai đoạn phát triển cơ độc hoặc là đưa vào trong cái quy trình mà phát triển trái, thì bà con mình xem xét để chúng ta áp dụng cho cây trồng của mình. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, thì hiện nay thì với khảo nghiệm của đội kỹ thuật thì với Eto-Sajon đây là một cái sản phẩm dạng SC cho nên khá dễ hòa tan, và chúng ta rất là dễ dàng phối hợp với một số cái sản phẩm thuốc bền, phân bón lá cũng như là một số dòng thuốc quản lý côn trùng khác của Mekongagri. Và hiện nay thì cũng không có ghi nhận ảnh hưởng với một cái nhóm nào cả, cho nên thì với bộ giải pháp của Mekongagri và chúng ta thêm cái Eto vào thì sẽ làm hoàn thiện hơn trong quy trình, và chúng ta cũng khá là dễ dàng phối trộn với nhau. Thì mong đây sẽ là một cái giải pháp mới có hiệu quả trên nhện để bà con chúng ta lựa chọn và đưa vào cái quy trình quản lý nhện đỏ trong thời điểm sắp tới, cũng như thì phối hợp với những cái sản phẩm khác dễ dàng hơn để chúng ta tiện hơn trong một lần phun. Kính chúc quý vị và quý bà con chúng ta thành công. Nếu bà con cần tư vấn kỹ thuật về thăm vườn, bà con có thể liên hệ ngay 4 số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được hỗ trợ tận tình và chi tiết các thông tin về sản phẩm cũng như cách sử dụng và kỹ thuật cây trồng. Bà con có thể đặt hàng trực tiếp qua các số điện thoại trên video. Mekongagri giao hàng trên toàn quốc. Ngoài ra, bà con có thể đặt hàng qua website mekongagri.com hoặc website phun thuốc tự động.com. Sản phẩm hiện đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada và Sen Đỏ. Bà con có thể dễ dàng tìm kiếm tên sản phẩm bất kỳ kèm thương hiệu Mekongagri và đặt hàng nhanh chóng. Mọi thắc mắc trong quá trình đặt hàng trên Shopee, Lazada và Sen Đỏ, bà con hãy liên hệ ngay 3 số điện thoại trên đây để được hỗ trợ. Ngoài ra, để tìm hiểu ngắn gọn thông tin về các sản phẩm của Mekongagri, bà con đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Mekongagri bán hàng để theo dõi kênh. Cảm ơn quý bà con đã luôn đồng hành và tin tưởng bộ sản phẩm của Mekongagri trong thời gian vừa qua. Kính chúc quý vị và quý bà con sức khỏe và canh tác tốt. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong các video tiếp theo.